Đồ gỗ Tỉnh Phát xin kính chào quý vị khách hàng, xin chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay Đồ gỗ Tỉnh Phát đã bàn giao công trình thiết kế đồ gỗ nội thất ở Gò Vấp, ở Sinen, ở khu biệt thự cao cấp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên thì Đồ gỗ Tỉnh Phát quay cái mặt tiền của cái nhà. Cái nhà này thì được khách hàng và gia chủ thiết kế là theo kiểu thiết kế biệt thự ở châu Âu như quý vị nhé. Đầu tiên thì Đồ gỗ Tỉnh Phát sẽ review cái mặt trước và sau đó thì vào trong nhà quay những cái phần nội thất của Đồ gỗ Tỉnh Phát thiết kế và bàn giao. Đây là bộ bàn ghế phòng khách gỗ cẩm lai. Đúng chấm đào. Còn đây là bộ bàn ghế ghế ăn 10 ghế gỗ cẩm lai. Thưa với quý vị khách hàng cùng cô bác anh chị và các bạn, cái nhà mà được sang trọng và đẹp thì phải đòi hỏi những khâu thiết kế, những cái màu mà và những cái bản vẽ của đồ gỗ thiết kế lên và đưa vào thì trưng bày trong nhà thì nhìn cái nhà mới là đẹp và đẳng cấp như quý vị nhé. Còn như mà quý vị mà làm một cái nhà mà nhìn nó rất là đẹp nhưng mà trong nhà những cái đồ mà bàn ghế hoặc là cái đồ nội thất không có trị giá cao thì nhìn này cái phòng và những cái ngôi nhà của quý vị nhìn không có đẹp như quý vị. Đây là bộ bàn uống trà. Bộ bàn ghế này hay thường gọi là bộ bàn ghế ba món, bộ bàn ghế trúc nam. Bộ này thì được Đồ gỗ Tỉnh Phát thiết kế là bằng chất liệu gỗ cẩm lai Việt Nam. Bộ này thì theo phong cách và theo gia chủ là người ta trưng bày ngoài cái phòng chờ như quý vị nhé. Cái phòng chờ là ngồi uống trà. Ở trong đây là cái phòng chờ phòng khách chờ được thiết kế là bàn đảo, bàn giám đốc vân vân. Thưa với quý vị khách hàng cùng anh chị em và các bạn. Thưa với cô bác anh chị và mọi người, Đồ gỗ Tỉnh Phát là chuyên thiết kế và nhận hàng đặt theo yêu cầu bàn ghế phòng khách, bàn ghế ăn, các kiểu vân vân. Còn đây là cái phòng ngủ, phòng lầu 1. Cái giường này thì được thiết kế là nó gần 4 mét như quý vị. Ngủ rất là dài, nếu mà tính là phủ bì là nó 4m2. 4m2, giường này hay còn gọi là giường chữ nhật và hay còn có tên gọi là giường đôi vì đây là cái giường rất là dài. Và còn cái tủ áo là cửa và cái kệ trưng bày kệ hay còn gọi là tủ sách là thiết kế bằng chất liệu gỗ cầm xe như quý vị nhé. Gỗ cầm xe sơn cái màu sẫm thì cái tường sáng thì rất là nổi trội. Còn đây là cái giường 1m8 2m. Và trong các cái phòng ngủ là đều là có tủ áo đầy đủ hết như quý vị. Cái nhà này thì được khách hàng thiết kế là 5 lầu. Và Đồ gỗ Tỉnh Phát thanh thủ quay những lầu những lầu một thôi, nhưng mà trong cái nhà này thì rất là nhiều đồ gỗ nội thất khác. Đây là cái lầu này là cái lầu 4 như quý vị nhé. Đồ gỗ Tỉnh Phát xin phép quay tóm tắt thôi nhờ, tại vì đang rất là thiếu đồ để đưa vào, đang còn chờ làm khâu hoàn thiện.
Trường thì được toàn bộ là làm bằng chất liệu gỗ gò đỏ. Còn đây là cái phòng để trưng bày sách vui chơi cho trẻ em nha quý vị. Nói chung là cái nhà này được khách hàng thiết kế rất là đẹp và rất là nhiều phòng. Còn đây là phòng ngủ của hai ông bà, đầy đủ toàn bộ giường rồi tủ đầu giường rồi kệ tivi, tủ áo âm tường nó đầy đủ tất cả. Tiếp theo đây là cái bàn thư giãn ngoài cái bể bơi quý vị nhé. Bên sau này là thiết kế một cái bể bơi được làm bằng chất liệu gỗ cầm tre, mặt dày 5 phân. Đây là cái mặt sau của cái bể bơi, được cái bộ bàn ghế này làm là rất là to, rất là dài, nó dài tới 3 mét. Còn đây là cái tủ để giày nha quý vị. Cái tủ để giày này được làm thiết kế chất liệu gỗ gò đỏ. Cái tủ này phải nói là để là rất là nhiều giày dép nha quý vị, có thể để đến là 100 đôi giày và 100 đôi dép nha quý vị nha. Vì cái đấy, đây là cái tủ Thế thì quá làm to sao? luôn. Nó ngang ngửa với cái tủ áo. Chú ở mấy cái phòng này có gì lục mà Hôm nay đồ gỗ Thịnh Phát bàn giao một phần chi tiết quan trọng thôi, nhưng mà sau này thì làm xong rồi đồ gỗ Thịnh Phát sẽ bàn giao sau. Thưa với quý vị khách hàng, cô bác anh chị và các bạn, đây là cái phòng ăn. Phòng ăn này thì được đồ gỗ Thịnh Phát thiết kế là làm bằng chất liệu gỗ cầm tre. Còn đây là cái đồng hồ. Còn đây là cái bàn thờ ông Địa, hay còn gọi là bàn thờ ông Thần Tài, được làm chất liệu và gỗ cẩm lai. Nếu như quý vị khách hàng có nhu cầu hoặc có thắc mắc thì đồ gỗ Thịnh Phát có để thông tin và số điện thoại và đường link của hai trang web phần sau màn hình video, và số điện thoại quý vị có thể truy cập và gọi điện về cho đồ gỗ Thịnh Phát. Quý vị có thể vào truy cập vào hai trang web để xem tất cả những cái sản phẩm, những cái mẫu mã và những quy cách và những cái chi tiết đặt hàng. Sau đó quý vị có thể gửi điện về cho đồ gỗ Thịnh Phát. Đồ gỗ Thịnh Phát sẽ tư vấn miễn phí và giải đáp những gì thắc mắc quý vị chưa hiểu. Còn đây là cái phòng thờ nha quý vị. Cái phòng thờ này thì được gia chủ là đặt thiết kế cái tủ thờ bùng phệ, được làm bằng chất liệu gỗ cẩm lai Việt Nam. Tủ này thì chiều cao 1m54 và chiều rộng là 1m80 và chiều sâu là 81, được làm bằng chất liệu gỗ cẩm lai Việt Nam. Tủ này hay thường gọi là tủ thờ bình phệ, bên trên là làm cái trang thờ Phật, rất là đẹp. Nếu như quý vị khách hàng có nhu cầu thì xin hãy liên hệ với đồ gỗ Thịnh Phát để được đồ gỗ Thịnh Phát tư vấn tất cả những cái đồ gỗ ở trong nhà. Còn đây là cái phần thông tin đồ gỗ Thịnh Phát để phần sau video. Và số điện thoại 0911728939, đồ gỗ Thịnh Phát và đồ gỗ Thịnh Phát.com, nội thất gỗ cẩm lai.com. Đây là những cái đường link và cái trang web đồ gỗ Thịnh Phát để phần sau video. Đến đây thì thời lượng video đã gần kết thúc. Đồ gỗ Thịnh Phát xin chân thành cảm ơn gia chủ và cảm ơn quý vị khách hàng đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng video lần sau.